Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc liên quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Nhầm bài. Mừng thẻ vô cực đến và lúc đến nhà nhà tinh, chúng ta thấy một thẻ vô cực mới tinh. Sao tình nhỉ? Mặc anh là cứ tin vậy. Nãy giờ anh chưa hề mở miệng xin tiền nữa, em đừng có mắc mồm điêu bông phét nữa. Anh không ngờ vừa luôn này, anh nghe được. Xin tiền vỡ thì người ta nói nhẹ nhàng, anh đập vô mặt người ta hoài á mà cho tiền được. Anh nhưng cho xin ít tiền. Xin tiền người ta còn nịnh vỡ, anh quay lại nịnh này. Nè, vợ cho anh ít tiền thèm mua thẻ vô cực đi. Không. Đi. Hết tiền rồi. Hết tới tiền nhẫn rồi, bây giờ tới tiền vô cực. Sao cái gì cũng khôn vậy anh? Để em có cho anh. Sao cuộc sống anh chỉ có tiền vậy? Hết ngày này qua tiền rồi, hết ngày sau qua tiền. Rồi tiền ăn, tiền uống, bên sau rồi tiền con rồi, biết bao nhiêu tiền không? Được rồi, anh hiểu rồi. Bây giờ á, em không cho anh đúng không? Chắc chưa? Chắc. Hủy đám cưới, hủy hôn. Hủy đám cưới, hủy hôn. Không yêu đương gì nữa. Làm sao mà bỏ lo cho người này người kia, rồi sau này có con cái nữa. Nhưng cho anh đi ông, anh hủy ôn tiền nè. Anh hủy ôn tiền nè. Hủy thiệt nha. Anh phải luôn. Mệt lắm rồi. Mệt lắm mỏi. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Nhưng lúc nào như là bỏ anh đi và bỏ không cho tiền á. Làm gì? Vậy thôi. Buồn quá. Trời ơi, tưởng không cho tôi tiền mua thẻ vô cực mà dễ á. Người ta suy nghĩ hết rồi. Ok mọi người, ngày hôm nay chơi lớn quả luôn. Đấy, này cô Ngân đi ra ngoài này đó. Bây giờ mình chơi lớn quả luôn. Đấy, ngày hôm nay mình sẽ gọi là lấy nhẫn cưới. Ta bán. What the hell. Nhưng mà chỉ bán đùa thôi. Người ta chỉ bán đùa thôi. Bây giờ mình sẽ đi vay tiền của mấy đứa bạn mình để quay thẻ vô cực cho mọi người. Nhưng mà còn riêng cái nhẫn là bây giờ tí nữa vô mình sẽ cho vợ mình một bài học. Mọi người xem nhá. Nhà là phải có nóc. Phải cơ đấy. Phải tâm mình. Nhà là phải có nóc chứ. Không thể nào để như thế này được. Phải để cho vợ mình nó sợ. Trước khi cưới về phải để cho nó sợ. Ok mọi người, thì sau một thời gian gọi là bán luôn cái nhẫn cầu hôn của hai. Cái gì? Hả? Anh bán nhẫn cầu hôn rồi. Anh bán nhẫn cầu hôn luôn. Bởi vì là anh nhẫn cầu hôn gì thì khỏi. Khỏi cưới rồi khỏi gì hết á. Khỏi lên là lẹt hủy hết đi. Khỏi lên là lẹt hủy hết đi. Toàn sự. Toàn thật rồi bố em. Ố thì hồi nãy em bảo với anh là hủy luôn mà. Thì anh mới bán đấy chứ. Ừ, anh bây giờ là ngày 1 tháng 11. Anh kêu hủy thì hủy, ok. Đơn giản. Cô Ngân chốt ngày thì chốt ngày chốt giờ gọi là hủy hôn luôn á hả? Bảo mà anh bán nhẫn rồi mà. Em thêm cái nhẫn này nè. Cái nhẫn đó là nhẫn cầu hôn vậy. Cái đó là nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn đây nè. Cái này phải đi nhẫn bán luôn đi. Thôi anh không nói chuyện với em nữa. Cứ để cho anh quay trong thẻ vô cực của anh sẽ xin lỗi em sau được chưa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thẻ vô cực mùa mới. Ui cái gì vậy. Vâng, phần sau đây chính là một màn biểu diễn giữa Gao Bạc TV và cô Ngân. Vâng, có một thằng cầm coca nó đứng nó nhảy múa ở trên này. Vâng, vậy là ui cái thằng cái đều thế nhờ. Ui trời ơi. Này, người ta đang biểu diễn mà ném gạch ném đá, người ta đập cho bể màn hình. Ôi bể màn hình mình rồi. Phanh. Ê bể. Ờ hên quá, phanh đúng lúc phết nhỉ. Chuyện tương lai thì không lo. Lo mấy cái nó. Anh xin lỗi, bây giờ anh mua thẻ vô cực xong rồi anh đi chuộc lại nhẫn cho em nhá. Ok, hôm nay là anh quyết định là anh sẽ mua 10.000 kim cương. Đấy, thẻ vô cực. Đấy, thì anh sẽ mua 10.000 kim cương thẻ vô cực. Bởi vì là anh nộp ít mà vợ, anh còn để dành tiền. Để tí nữa có gì vợ còn cho tiền anh để anh đi chuộc nhẫn đấy vợ. Vợ hiểu không? Vợ hiểu không? Hết tiền rồi, đừng mắc nữa, mệt quá đi. Lúc nào gây chuyện cũng vậy rồi mai mốt ở tù rồi kêu con này ở tù luôn. Ơ, làm gì có, anh là con người hiền lành nhân hậu tốt bụng làm sao mà tù tội thì được. Vợ cứ nói thế. Anh mua 10.000 thẻ vô cực nè, đó.
là cơ bản là anh cố tình anh mua như thế để cho vợ gọi là đấy đấy, thấy chưa, bây giờ là đồ full luôn, thời đại hip hop đấy, thẻ vô cực gọi là chuẩn chỉ không cần chỉnh đó. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu mình nhận này, mình nhận đồ này. Trời ơi, Monster Truck mới đang bị nhanh cái còi. Ôi, cái gì đây, gậy bóng chày mới à? Ok, trang bị nhanh luôn. Thế là có gậy bóng chày mới rồi, nhận luôn cái gọi là cái gì đấy? Wow! Anh bên anh chuyển sang nhân vật nữ anh chơi nha vợ. Ê à, muốn cưới thì cưới con nó luôn đi. À, đi lúc nào chôn bắp mệt. Trôn đâu mà trôn, người ta nói thật người ta bán rồi. Đấy thì con bán đi khỏi cưới. Ủa? Cưới anh đâu? Cái đàn này là cái gì ta? Ok, trang bị nhanh luôn. Không nói nhiều. Ok, và như vậy là mình có một quả lưu đạn mic. Trang bị nhanh luôn. Đấy, hợp lý. Tiếp theo là chúng ta có ba lô ra hiệu. Ok, trang bị nhanh luôn. Ui, được nhiều đồ mới lắm vợ ạ. Cái này kiểu không phí ấy. Ok. Rồi. Ok, mở, trang bị nhanh. Ờ, à, còn cái thẻ vô cực này thì hình như là nó không có hành động mới mọi người ạ. Thế cho nên là chỉ có một số thứ thôi. Ở đây mình còn thiếu cái này này. Ok, bây giờ mình mở luôn nha. Ok, trang bị nhanh. Ok, bây giờ mình sẽ nhận tất cả này. Ok. Ok. Hả, cái gì? Cái gì tự nhiên cờ bờ tờ vờ không được phép cưới cô Ngân? Đúng rồi. Có cái gì nữa đâu mà cưới. Tưởng mà cũng đem bán. Hiểu kiểu gì. A few minutes later. Ok mọi người, thì sau một thời gọi là dụ dỗ vợ mình thì cuối cùng mình cũng dụ được vợ mình gọi là vào review thẻ vô cực với mình. Đấy, bà giận lắm mọi người ạ. Đậu xanh đưa nhẫn của bà đi bán xong bà quạo vãi nồi. Đấy, ngày hôm nay thì mình đi với lưu chung với chị nó nà là đứa nào đấy. Đấy, ok. Người yêu của lưu chung hả? Lạ thế. Người yêu cũ đó anh. Người yêu cũ con. Úi giời ơi, bà khí thế luôn. Cũng sắp là người yêu cũ của vợ rồi. Cơ mà cũng sắp là người yêu cũ của vợ rồi. Làm sao mà lại sắp thành người yêu cũ của vợ? Tức là cái gì vợ nói thì anh không kia. Anh có kê mà. Chứ mà kia lặp lại hai lần. Cô Ngân lại là em bán nhẫn, anh bán nhẫn có một tí thôi mà vợ la anh. Anh nói có tìm kia đâu. Anh lỡ anh nói chuyện cùng mình. Anh nói chuyện cùng mình đi. Anh xin lỗi, anh nói thật là anh chưa bán nhẫn đâu. Đi. Anh không tập trung nữa. Anh bán rồi. À quên. Anh không có bán nhẫn của vợ. Vợ đừng có giận anh chỉ chôn vợ tôi mà. Em. Đây để tao đi bán. Đây đi. Tự nhiên chia tay, sắp cưới rồi còn chia tay. Em nói chuyện với nhau mà cũng rủ cho đây chơi game được. Hiểu luôn á. Bọn mày tính giết cô Ngân của Cao không hỏi. Nó tính giết cô Ngân của anh. Em ơi, đừng giận nữa, nhà mình còn gì đâu. Có mỗi con quay có tàu. Có hai cái nhẫn á, anh bán bán rồi còn đâu nữa. Con quay tàu. Có bán đâu trời. Không bán. Anh không bán. Anh không bán thật mà. Anh không bán thật mà. Thôi em lời dần đấy. Này thì mày đứng im lại để cho tao thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi coi. Chết rồi. Rồi sao? Vô, đứng nhẫn tay. Nó giết anh luôn. Bảo đáng đời. Anh có làm gì đâu đáng đời. Chấp nhận. Anh có, ui nhưng mà thẻ vô cực mùa này bộ nữ nhìn đẹp phết này. Đẹp đòn gì hết trơn á, anh khoái thì nói đại lên cưới nó về đi. Anh xin lỗi, anh chưa bán nhẫn, vợ thân lỗi cho anh. Biết ngay mà, vậy thì đưa đây để vợ bán. Thôi em bán làm cái gì? Bán về vợ làm vàng bông, vợ đi về quê vợ làm bông. Không ở đây nữa, nó làm streamer nữa. Con ngoài. Mất vợ rồi. Con rửa đi. Tha lỗi đi. Lỡ lời, lỗ lầm cơ mà. Một người biết vợ, mẹ vợ. Đừng mét mẹ. Cho bữa. Bữa đó anh bưng quả lên nên ngồi ngoài đường luôn. Đừng mét mẹ mà. Nhưng mà công nhận bữa nay Tử Chiến bắn thường mà sao nó bắn còn ghê hơn cả bắn rank ấy. Do. Tại vì nó chơi ăn dám như anh, nó ao 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 ấy. Đâu? Mọi người không để ý đồng đội ấy. Do anh ao xong anh bị cấm Tử Chiến xếp hạng cho nên anh mới chơi đấy. Có à? Cái người này dám vậy đó. Nào. Anh chỉ ao một tí cho vui thôi, ai dè ấy luôn. Ô, chết rồi.
Đi thôi mà ơi. Kẻ ăn anh đi quan tâm cho người khác đi. Anh xin lỗi rồi mà sao em cứ giận anh hỏi anh. Anh có thương đâu. Đợt này anh trốn vừa không có thương anh đó anh chết luôn cho vừa vừa lòng. Anh bảo anh xong đi thằng đợt đó vừa cũng chết luôn cho anh vừa lòng. Thôi ta lỗi đi sắp cưới rồi. Không có chết luôn cho anh vừa lòng. Em đừng có chết luôn cho anh vừa lòng anh cảm thấy không có, vừa lòng. Có mà chết nè. Chết thì cho anh vừa lòng. Sao không chết được. Không cho chết. Tha lỗi nha. Rõ là người ta kêu là chia tay anh đi. Có ai kêu chia tay anh đi đâu. Có em nói. Garena bảo nè. Garena không nói gì hết. Bà muốn yêu anh mà đi theo anh cũng không được. Tướng tỏ là vợ sẽ đi kiếm thằng khác. Nhưng mà lỡ thôi mà. Tha có lỗi cái gì đi mà mọi. Lỡ chắc từ hồi quen tới giờ anh không chôn mà gì. Sắp cưới rồi anh còn chôn được nữa. Sau này anh chôn anh bán con luôn. Bán con nhiều tiền không em? Nhiều. Nhiều à? Thôi không bán đâu. Anh đã bán xe Trung Quốc á. Chặt tay chặt chân rồi bán nội tạng. Thôi cô gái nói ghê quá à. Em có thấy ghê gì hết á. Kinh quá. Sau nghe kinh quá. Cô gái nói nghe kinh quá. Mông mông đó anh đem đi bán. Ôi. Ui ai bắn cô Ngân nhỏ. Làm sao mà lại bắn cô Ngân nào. Trời ơi, được không là được. Địch ở khắp mọi nơi mọi chốn em ạ. Có bom. Ây da. Đứa nào giết cô Ngân. Thằng bên này. Hốt nó liền em. Thằng bên nhà lối. Nhà lờ hả? Ô đó, thằng luôn chưa bắn ý. Mày là cái thằng giết cô Ngân đúng không? Ủa. Dám giết cô Ngân. Trúng tránh nha để ta cứu. Xin lỗi nha. Không nha. Xin lỗi nha. Anh. Ok, vì đây là trận đấu thường cho nên là mình không có tăng danh đâu. Bởi vì mình bị cấm khỏi từ chiến xếp hạng rồi. Nên mọi người thông cảm, mọi người coi đấu thường tạm nhá. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo. Mình được 5 kill luôn.